Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Hôm nay mình sẽ cùng Ngọc Cà Phê đi làm clip trong chế độ hỏa lực nha anh em. Hơi lạ nhờ, sao trường học lúc nào cũng đông, cũng gần đường bay mà tại sao chợ này có vẻ ít thế nhở? Bạn ơi, bạn chạy đi đâu? Nhảy dù lỗi là chỉ có chết thôi. Vẫn còn một con chân kìa. Đi bên dưới anh em ạ. Ngày chạy kinh nhở. Chạy từ đồ này sang đồ khác, nhưng mà ăn ba dục cá cái thì hồi sinh sang ăn mới luôn. Nhảy xuống trường học mà xuống chậm ấy thì xác định chỉ có chết thôi. Hôm nay cho ông Ngọc ông ấy lái trực thăng, còn mình sẽ từ trên mình bắn bazooka xuống anh em ạ. Từ để xử lý thằng này đã. Ui trời ơi, thằng như này đen nhá. Cái khẩu này nó có chức năng giống như kiểu xuyên tưởng ấy ạ, sát thương xuyên tưởng ấy. Bọn này đang quên mình này mà không dám lên, lên cái chết ngay. Còn trên này mình sẽ xử lý thằng bên này trước đi. Ôi rồi ôi, gãy chân. Gãy chân. Rồi, vẫn chưa ra con mới à. Ui. Vai lùi của thằng bên kia bắn bazooka kìa. Mày bắn bazooka nữa đi. Hết rồi à? Đồng đội mới đâu. Trời ơi, chơi chế độ này phải đông mới vui. Rồi, vẫn có một thằng trên đầu mình này. Mày này, rồi xong. Nhanh nhanh nhanh, còn ra chỗ chạm lấy trực thăng anh em ạ. Có chiếc thăng chưa? Cái khẩu này nó có chức năng là khi mọi người lia tâm vào bất cứ một cái gì đấy ở phía trước ấy thì bazooka sẽ chĩa thẳng chỗ đấy luôn. Nhưng vấn đề là phải mọi người phải chĩa tâm chuẩn rồi nhá, không là trượt đấy, mà trượt thì địch nó bắn cho mình phát chết tươi đấy. Trúng không? Trời ơi không. Đây, một phát nữa là trúng này. Ít nhất là cái trực thăng này ăn một viên rồi. Nổ đi, nổ đi, nổ đi. Ui dồi ôi, mọi người thấy không? Nổ chết hai thằng ấy kìa. Mỗi tội là cái máy bay nó bay hơi thấp, nên cái lúc mà bị lốc xong rơi xuống thì không chết luôn. Giờ lại phải ra gạt. Từ từ, vẫn còn thằng nữa này anh em ơi. Ê, cho viên ở đây mà. Ui dồi ôi, lúc đầu kìa. Người đúng không? Cờ lúc nãy cũng của bọn này, nguyên một team luôn. Chơi chiếu này thì phải chơi đông người nó mới vui anh em ạ. Đấy, cứ một người lái xong rồi mấy người ở trên bắn xuống. Ui dồi ôi, cái lúc mà địch mà chết thì sướng lắm. Ê, mình từ trên mình bắn cái khẩu đạn đuổi kia, bazooka đạn đuổi. Bắn nó kiểu hơi này tâm. Từ từ, mình sẽ sử dụng bazooka của trực thăng. Lựu đạn, đây là lựu đạn đúng hơn. Tên lửa lựu đạn à. Cái sức công phá của cái tên lửa đạn của trực thăng này ấy, thì nó ngang ngang so với cả cái khẩu đạn cầu ấy. Ui trời ơi, nó không thể mạnh bằng bazooka được. Watch out. Rồi, còn thằng cuối cùng lấy xe chắc là chạy đi cứu à. Cứu đi, cứu đi. Đấy, từ trên máy bay mà đi tâm nó kiểu bị lệch lệch kiểu gì ta. Chán ghê. Không sao, mình sẽ sử dụng bazooka của trực thăng đi. À đúng, lựu đạn của trực thăng thì đúng hơn. Còn nãy nhầm thôi. Tên lửa, tên lửa nhưng mà sát thương hơi khoai, bắn hai viên trúng người là mới chết đi. Rồi xong, vẫn chưa trúng, không trúng phát nào luôn kìa. Rồi khó thế, may mà đạn trên trực thăng ấy nhiều ấy. Rồi xong luôn, mày chạy đi đâu? Đấy, thế mới gọi là hỏa lực chứ. Bắn chờ không kịp này, cái khẩu bazooka 4 lòng rồi anh em ạ. Khẩu 202 ấy. Úi dồi ôi, tôi chết mẹ rồi anh em ơi. Rồi. Bắn. Mày đi phắn, phắn phắn ơi. Đi nhanh, bay nhanh lên. Hay quá. Mày nổ đi. Trời ơi, cái khẩu này vô tác dụng rồi. Khẩu đạn đuổi vô tác dụng rồi. Phải chơi khẩu bazooka hồng ngoại này mới chơi được. Bye bye. Mày quá, cuối cùng vẫn lốc và gạt được thêm một thằng thì sao ấy. Hết đạn rồi anh em ạ. Bắn bọn này tốn đạn quá. Tại sao nó đứng góc đấy mà bắn không chết nhở? Chết đi. Rồi xong. Lia team. Ê, chưa gì lại có một team khác nó tới nó chen ngang này. Trước là tìm nhặt đồ. Mình thì đang hết đạn chứ. Mà đúng hai viên ạ. Hai viên thì bắn nổ máy bay cũng được thôi. Nhưng mà trước khi nổ sợ bọn nó nhảy xuống trước ấy anh em ạ. Chúng nó sợ, chúng nó nhảy xuống ngay này. Cái mà
Nhảy xuống rồi. Thôi kiếm đạn, kiếm đạn, kiếm đạn đây anh em ạ. Bình tĩnh thôi các thanh niên. Gì gì mà căng. Đừng 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 đừng. Ui dồi ôi. Hiếp ông Ngọc kìa. Ui dồi ôi. Đấy các bọn kia nó đẩy lên chỗ nóc đồi rồi. Mình vừa nhặt được đạn của bọn mình vừa giết ý. Chúng mày à. Bazooka hồng ngoại à. Ui tuổi gì. Anh em bay hơi bị đỉnh đấy. Đừng có khinh. Bắn đi. Quá đào tạo đi lái trực thăng nhà máy bay của mình 2 năm trời cũng là không bỏ công. Trời ơi tuổi gì. Từ từ mình sẽ... Ui ôi. Tên lửa của Death Zone không chơi nhá. Tớ chịu. Tầm này chỉ có lên trên này. Buồn thôi. Mày ngó đi đâu. Lúp này, lúp vì tao này. Từ từ. Tưởng có UAV mà ngon đó. Đây thì UAV này một viên. Rồi, đừng có bảo lão Ngọc quá hả? Lấy trực thăng giờ vào trốn đi rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khó đồ lên mà bắn. Ui, thằng này cầm bazooka 4 đồng anh em ạ. Này thì chạy đi đâu? Cứu đi, cứu đồng đội đi. Chết đâu? Rồi, không chết rồi. Chắc đứng chỗ rìa mép đồi nên không bắn được. Bò xuống sườn đồi rồi. 45 45 45 cầm súng 45 dã thì dừng máy bay dã xuống nó mới ngon. Anh em nào mà có nhu cầu, anh em nào mà có nhu cầu mua hay bán ạ thì cứ qua shop của mình ở tonysama.vn nhá. Rồi tên lửa kìa. Từ từ. Đấy tên thôi. Mày chạy đâu. Ui trời ơi nát người. Từ có thêm thằng đấy chạy ở sai rồi. Chạy vào bao đi, hết phương tiện chạy vào bao chứ bạn ơi. Trời ơi, nát người luôn. Xe chạy, xe chạy, xe chạy, xe chạy. Thì nếu mình sẽ đổi khẩu đạn đuổi, khẩu bazooka đạn đuổi lấy khẩu hồng ngoại ấy. Thì ở trên máy bay thì bắn phương tiện dễ hơn. Ôi trời ơi, còn cái khẩu 45 này phải căn cơ. Chạy này. Sao không xuống mà chạy vào nhà đi. Vừa đây mà. À đây đây. Rồi sao. Trời ơi đại yếu lại còn thích cả khịa nữa. Mà nhau đằng này mà. Rồi theo theo thôi. Ui dồi ôi. Nhanh nhanh ơi. Bay nhanh bay nhanh bay nhanh bay nhanh. Ui bên kia nó bắn kìa anh em kìa. Kìa tôi. Anh nhìn này. Bắn lén nào. Này thì cái này với chúng tôi này. Trời ơi. Mọi người thấy không. Ui nó có khẩu 4 lòng này. À, đúng kiểu giải trí, đúng chất giải trí luôn. Đấy, quên anh em nếu mà giải trí thi thoảng dù đồng đội vào chơi chế độ này cũng khá là hay này. Không phải là không hay đâu. Mình nghe nói là ít nữa sẽ ra cái gọi là chế độ hỏa lực 3.0 ý. Thì không. Đấy. Này thì núp à. Núp thì mình sẽ cho Red Zone ra ngoài này. Đây là cái ống nhòm của Red Zone nhá. Cho sang hai bên luôn. Tầm này á, có bò bằng mắt. Ui, tí chưa? Ui dồi ôi. Ê, rất ghét mấy thằng làm cỏ. Bắn khó. Khó bắn. Đây rồi. Này thì lúc này. Này thì định cam này. Bạn chạy lên chơi. Bạn chạy lên chơi luôn. Watch out. Từ từ. Tính cho em thấy không? Rồi sao? Thế con thằng trên kia thôi. Mà chẳng biết có tới không nữa. Còn là trông thế thôi, không phải là bắn xa. Bắn xa cực xa, bắn xa vĩnh viễn hay bắn xa mãi mãi đâu. Bắn xa một tầm nhất định nó sẽ tự nổ anh em ạ. Thằng đá, thằng đá. Chết đi, rồi sao không luôn. Uy lực quá ba đạo anh em ạ. À đây chụp ảnh. Trời, chiến không anh em. Quá chiến. Ok, mình đã quay trở lại đây, làm thêm trận nữa cho nó hoành tá các nhà bà chàng nhá. Ui trời ơi, xuống cầm được lưỡi sáu long này. Hết sao được một thằng rồi. Từ từ. Ra gạt luôn, không là có thằng khác còn liếm mạng của mình thì chết dở. Ui dồi. Này thì núp, này thì cứu. Khổ thân hai bạn. Hình như là đi hai người hay sao ấy, phát chết luôn này. Đây rồi.
xem chưa? 6 đồng hit của tôi đây. Bọn kia nó súng hỏa lực mạnh quá anh em ạ. Bình tĩnh cho anh. Này chạy đi. Gạt luôn. Khẩu súng ngủ này cũng khá là phế. Bắn hai viên nó mới lốc hoặc là chết mới gạt được. Gạt rồi. Này. Này thì cứu đi. Cứu hộ tôi gái. Từ từ, trong phòng có tiếng chân. Ôi. Ui rồi. Ôi, vẫn sống à? Thế mình mới chỉ gạt thôi. Rồi, xong luôn. Ăn hai viên thì chỉ có chết. Nghe đang cày kia thằng bóp được khá đám à? Mày định kết đạo ông à? Khẩu này hơi yếu. Khẩu sáu ông này mọi người chỉ dùng để phá cửa hầm bí mật một này. Hai là mình ở trên xe mình có thể sấy những xe khác thì nó dễ nổ hơn. Kết mạng được con bóp anh em ạ. Này thì bắn này. Khi đã có UAV thì đừng hỏi bố cháu là ai. Còn thằng nữa đây núp một chỗ xe hỏng nào ấy. Thì các bạn này thì phải. Ui dồi ôi, thành niên vẫn chảy cối đây. Thế thôi, xong ăn mới đi. Bye bye, thành niên, định chạy sang làm gì? Chắc định chạy sang lấy thẻ đồng đội để đi hồi sinh đi mà. Không được rồi. Ở trong kia có người chiếm mình em ạ. Nó đang đẩy trước mặt mình này. Đây này. Rồi, một thằng. Một tên. Không được rồi. Con này phải nhảy lên bắn được. Phần nhanh. Không có bọn khác. Ấy, thấy chưa? Mẹ chưa gì nó đã cầm một 24 nó dọa rồi anh em ạ. Anh đặt hết niềm tin vào chú ấy. Sát thương xuyên tường. Bắn lên đỉnh mà. Lên trên đỉnh bắn 24 rồi xong đẩy đẩy nhá. Đẩy. Lên xe. Nhanh còn kịp. Gạt 2 đốc 1, vậy là còn một thằng nữa. Chẳng biết nó còn đấy không. Lên rồi. Không cứu anh em ạ. Còn một thằng đồng đội nữa không biết chạy đâu rồi. Thằng bọn này chả có gì. Không có bazooka à? Lên xem có súng 4 nòng không. Còn súng 4 nòng thì bắn mới phê. Tí trên máy bay dã xuống mới sướng anh em ạ. Cái bộ này thấy bảo là giảm sát thương của bazooka. Thì mình không biết có phải hay không. Để khi nào mình test thử mới được. Đây rồi, 4 nòng lên rồi anh em ơi. Đây rồi, chắc thằng đồng đội cuối cùng đây. Mày, mày làm đâu. Chạy giữa đồng là mày chết. Xong, clear team. Thành liền kìa. Cứ để người ta đi. Thôi, thế. Còn anh ơi, mặt bay nhanh lên không là bắn chết tươi bây giờ. Anh không nghe tiếng gì à. Mọi người thấy không? Có thằng nào nó cầm 6 đồng nó sấy chưa? Máu tụt như tụt quần ạ. Không sửa được rồi. Phải đỗ xuống mới sửa được. Quán thằng đá mà. Bay ngay. Chơi sao được. Còn thằng giữa tròi thôi. Mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu được. Thôi, đi chậm thôi để em bắn xe này. Ủa ôi, xe chạy gì mà nhanh thế. Xe chạy nhanh vãi trường. Bình thường mình tưởng là trực thăng là bay nhanh nhất rồi. Người ta hay nói đường chim bay là đường đi nhanh nhất mà. Đó không phải à? Mày chạy đâu từ. Các huynh cứ bình tĩnh. Em sẽ có quả. Nguy hiểm. Ui dồi ôi, nổ tan xác luôn. Còn thằng nữa lúc. Đúng là chỗ nát xác anh em ạ. Đúng là không muốn lòng bá thật. Trời ơi, có thằng nó đi máy bay nó. Có team nó đi máy bay nó bắn mình này anh em ạ. Bạn cầm khẩu bazooka ở trên máy bay không ổn đâu. Làm sao bắn được mình. Ô, trúng một viên rồi kìa. Trúng rồi đấy. Cứ pha bao giờ mà trúng 4 viên là nó xác định là đi luôn đấy. Chứ không có cái chuyện là vẫn bay như thế đâu. Nổ không. Ôi giời ơi. Có một thằng vừa nhảy xuống anh em ạ. Từ từ. Mày này. Một thằng đã bị lốc. Liệu ông kia này bay có quay lại để cứu ông nội không. Ô
không ổn anh em, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Nhưng pha này sẽ ổn, 4 viên đấy. Nát người. Ơi, một khi đã cầm được khẩu này thì thôi, đừng hỏi mình là nhá. Ê, thằng này nó dễ cối lắm, bắn trả súng với nào anh em ạ. Tâm bản là cái khẩu 6 lồng ở trên máy bay này nó hơi khoai. Bắn nó khó trúng. Là phải nhảy xuống chơi anh em ạ. Vừa thấy chạy được. Rồi, xong, bây giờ team 24 thằng. Đổ, đổ, đổ đi bạn ơi. Ô, thế mà không trúng á. Ôi dồi ôi, thanh niên dẫn tới chỗ đồng đội à. Thế, bọn này chắc lại chửi nhau rồi. Đạt hết. Ông chó để trúng luôn anh em ạ. Rồi, từ, cẩn thận đấy. Mình sẽ sử dụng cái khẩu bazooka của thằng này. Cái khẩu này sát thương nó yếu lắm. Sát thương nó không rộng với cả nó yếu. Trúng phải trúng 2 viên nó mới chết. Anh em nào mà có nhu cầu mua hay bán ạ thì cứ qua shop của mình tonysama.vn nhá. Đổi xe ngay, đổi xe. Mọi người cứ đến shop ấy, nào có thể thấy cái đường link dẫn tới trang fanpage của mình. Để có thể liên hệ với mình qua trang đấy. Đi con xe này hơi khoai, có trực thăng đi sướng hơn anh em ạ. Bọn này vừa đi hồi sinh nhau. Trời ơi, mình chặn ngay đường vào đây anh em ạ. Mày này, một viên nữa, ôi, không chết kìa. Ôi nha. Nổ đi. Tầm này thì chắc chắn chết rồi. Biết thế mình sử dụng cái súng máy ở trên xe. Dã luôn thằng. Từ từ, không có bắn bazooka chết đấy. Đi vào mấy cái lõm ấy. Thế ơi kìa. 4 viên nhá. Rồi, xong. Nát người. Nhanh, còn thằng nữa thôi. Lên. Vòng lại rằng sau nhá. Kiểu này tầm này nó bò rằng sau nó cứu rồi. Khói kìa. Sợ cứu xong rồi, quá 10 giây rồi. Rồi, thấy rồi. Xôi đạn đi bạn ơi. Chắc là chết từ bốc máu rồi. Người phải hơi bazooka thôi, cũng chết. Rồi, thấy rồi. Ui dồi ôi. Còn kia cuối cùng. Bay đúa. 33 kill, trời ơi. Đỉnh cao sát thương. Đúng là đúng chất hỏa lực.